Máy lọc nước thông minh Carofi hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Điểm lại những câu chuyện đáng chú ý nhất của bóng đá châu Âu trong tuần vừa qua thì thấy rằng đủ các ngôi sao đã phải nhận những chỉ trích vì đủ các lý do khác nhau. Một trong những lý do kỳ lạ nhất phải kể đến huấn luyện viên Mikel Arteta của câu lạc bộ Arsenal. Tuần vừa rồi, loạt phim truyền hình về Arsenal đã được công chiếu cho khán giả những góc nhìn từ hậu trường cùng những câu chuyện lần đầu tiên được công bố của đội bóng này. Nhưng nhờ thế, chúng ta bây giờ lại biết đâu là thứ vũ khí đáng sợ nhất của Liverpool khi được chơi trên sân nhà Anfield. Vũ khí này đáng sợ đến mức mà một cựu cầu thủ của Arsenal như là Mikel Arteta đã phải nhớ, để rồi bây giờ phải chuẩn bị trước cho các học trò của mình để làm khách của Liverpool. Vũ khí đó là một bài hát. One of my crazy ideas. Today they're going to train in the background. With you never walk alone. That's a good idea. It's an interesting idea. Boys, mentally we start to play the game now, okay? We are at Anfield. Let's go. Một cách làm đầy sáng tạo đấy chứ ạ. Chẳng phải chúng ta vẫn nói gặp mỗi đối thủ khác nhau thì phải có một đấu pháp khác nhau đấy thôi. Chỉ có điều không phải ai cũng thích thú với ý tưởng này. Cựu tiền đạo Gabriel Abolahor thì gọi đây là ý tưởng thảm hại nhất mà anh từng thấy. Và Abolahor đã đặt một câu hỏi cũng khá hay. Thế nếu Arsenal thi đấu ở Europa League thì ông Arteta có cho cầu thủ làm quen trước với pháo sáng hay là với những tiếng trống cổ vũ không nhỉ? Không biết có ai phải đánh trống trên sân tập của Arsenal không nhỉ? Còn chuyên gia bóng đá Piers Morgan, một trong những fan hâm mộ nổi tiếng nhất của Arsenal thì viết trên trang cá nhân của mình: Arteta nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Thật điên rồ. Và đoán xem, trận ấy chúng ta thua Liverpool 0-4. Giờ nói về Cristiano Ronaldo. Tuần vừa qua, ông vua của những kỷ lục Ronaldo vừa phá thêm một kỷ lục mới, nhưng chắc chắn không phải là một kỷ lục mà anh có thể tự hào. Theo những con số thống kê, Ronaldo là cầu thủ bị ghét nhất ở giải Ngoại hạng Anh ở mùa giải trước. Các con số thống kê trên mạng xã hội Twitter cho thấy Ronaldo là cầu thủ phải nhận nhiều lời chỉ trích, thậm chí xúc phạm nhất trên nền tảng này, nhiều hơn cả hai người xếp sau trên bảng danh sách là Marcus Rashford và Harry Maguire cộng lại với nhau. Mùa này xem ra kỷ lục sẽ còn được Ronaldo phá sâu nếu tình hình cứ như thế này. Tuần vừa rồi thì Ronaldo trở lại sân Old Trafford để tiếp tục thi đấu cho Manchester United, nhưng mà cái cách anh rời khỏi sân mới đáng nói. Hết hiệp một trận giao hữu với Rayo Vallecano, Ronaldo được thay ra khỏi sân và người ta lập tức thấy anh vội vã bước ra bãi đỗ xe để rời khỏi Old Trafford. Được biết, Ronaldo không phải là cầu thủ duy nhất đã ra về ngay sau khi hiệp một khép lại. Hành động này không chỉ khiến những cổ động viên Manchester United, những người còn muốn Ronaldo ở lại đội bóng, cảm thấy nản lòng, mà nó còn khiến huấn luyện viên Erik ten Hag lần đầu tiên phải công khai chỉ trích Ronaldo. Trong một cuộc phỏng vấn trên một kênh truyền hình của Hà Lan thì ông ten Hag gọi đó là một hành động không thể chấp nhận. Ông không dung thứ cho những việc làm như vậy. Là một đội bóng thì tất cả phải ở lại cùng nhau đến phút cuối cùng. Giờ Ronaldo ở lại hay là ra đi, đó đều là cơn đau đầu với Manchester là tất cả. Mà ra đi thì cũng đã có đội bóng nào tỏ ra mặn mà đâu cơ chứ. Nhưng ở đây thì cũng phải thấy một cơn đau đầu khác do những người tiền nhiệm và ban lãnh đạo của câu lạc bộ đã để lại cho ông ten Hag. Đó là sự rạn nứt của các cầu thủ với đội bóng. Gần đây có thể thấy hàng loạt các ngôi sao của Manchester United đã chuyển đi hoặc là đang muốn ra đi. Họ hoàn toàn có thể công khai bày tỏ sự bất mãn của mình. Pogba thì trong bộ phim tài liệu của mình không ngần ngại nói rằng tôi ra đi là để Manchester United thấy họ đã sai lầm như thế nào. Ronaldo thì ngang nhiên bỏ về giữa trận đấu trong bối cảnh mà anh đang yêu cầu được ra đi. Và ngay đến cả một thủ môn trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng đang được cho câu lạc bộ khác mượn thôi chứ chưa chuyển đi hẳn, mà cũng không ngần ngại dùng những lời lẽ nặng nề cho Manchester United. Trong một cuộc phỏng vấn với Talksport tuần vừa qua, thủ môn Dean Henderson nói rằng mình đã từng được hứa hẹn sẽ là thủ môn số 1 của Manchester United trong mùa giải 2021-2022 và lời hứa đó đã khiến anh từ chối một số lời đề nghị hấp dẫn mùa hè trước. Nhưng rồi sau khi anh khỏi Covid-19 thì câu lạc bộ đã không hề giữ lời. Dean Henderson chỉ trích thẳng câu lạc bộ rằng để một thủ môn ở độ tuổi như anh phải ngồi dự bị suốt 12 tháng, đó là một tội ác. Và Manchester United thì hãy chuẩn bị tinh thần, mùa bóng này họ có thể sẽ đón thêm nhiều sự chỉ trích hơn nữa từ bộ đôi này đi. Gary Neville và Jamie Carragher. Sau khi giải nghệ thì hai danh thủ này đã làm nên tên tuổi trong sự nghiệp truyền hình nhờ vào những góc nhìn chuyên môn thẳng thắn, không e ngại chỉ trích bất kỳ ai.
giờ thì họ lại cùng nhau xuất hiện ở một chương trình mới. Overlap là một chương trình talk show mới ra đời. Tại đây thì bộ đôi Gary Neville và Jamie Carragher sẽ nghe những câu hỏi từ khán giả tại trường quay và sau đó chia sẻ những quan điểm của cá nhân. Ở số mới nhất của chương trình này, cả hai người đã đồng tình về một quan điểm. Đó là tiền vệ Jesse Lingard đã chọn bến đỗ mới của sự nghiệp chủ yếu là vì tiền. Theo Jamie Carragher, bất kỳ cầu thủ nào chọn đội bóng mới lên hạng Nottingham Forest thay vì một đội bóng như West Ham thì lý do đều là vì tiền cả. Còn Gary Neville thì bổ sung thêm chi tiết là Lingard chỉ coi Nottingham Forest như là một bước đệm thôi. Nếu không thì bản hợp đồng đã không chỉ dài có vỏn vẹn một năm. Cũng trong lúc kẻ tung người hứng thì bộ đôi này còn bình luận với ông chủ mới của câu lạc bộ Chelsea nữa. Gary Neville liên tưởng rằng ông Todd Boehly nghĩ mình đang chơi trò chơi điện tử quản lý bóng đá hay sao mà cầu thủ nào trên thị trường chuyển nhượng cũng thấy Chelsea quan tâm cả. Còn Carragher thì đồng tình với quan điểm đó và đặt câu hỏi với những quyết định chuyển nhượng của Chelsea. Chẳng hạn đội bóng này đã bỏ ra 50 triệu bảng để chiêu mộ hậu vệ cánh trái Cucurella, trong khi mới 2 năm trước họ cũng vừa bỏ ra số tiền tương tự cho Ben Chilwell, một người chơi ở cùng vị trí. Đúng là còn tin nào buồn hơn với giới bóng đá khi bộ đôi Gary Neville và Jamie Carragher lại ngồi tung hứng cùng với nhau trong một chương trình như thế này phải không ạ?